Trong những ngày gần đây, kể từ khi 39 người chết được tìm thấy trong chiếc container đông lạnh tại Anh ngày 23 tháng 10, có thể nói, không khí đau thương bao trùm cả thế giới và bi thảm nhất là vùng quê nghèo miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi có 21 nạn nhân trong tổng số 39 người. Trong đó, có thể nói gây ấn tượng và thương nhớ nhất là cô gái mang tên Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, ngụ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Một cô gái trẻ quyết tâm tìm về miền đất hứa để mong có cơ hội phụ giúp cho gia đình, báo hiếu cho mẹ cha. Ấy mà, chuyến đi định mệnh đó đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ. Và rồi, những gì Trà My để lại là những dòng tin nhắn đầy thương tâm. Con xin lỗi bố mẹ nhiều, mẹ ơi. Con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều. Con chết vì không thở được. Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam. Con yêu mẹ. Nói về sự ra đi của My thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Thương có, giận có. Người giận thì cho rằng vì em mơ mộng đổi đời bằng con đường vượt biên trái phép thì phải tự gánh hậu quả. Còn người thương thì tiếc vì sự ra đi của một cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân chỉ vì mong muốn giúp đỡ gia đình khấm khá hơn. Trong đó có một chia sẻ của một Việt Kiều tỏ ra vô cùng thương cảm Trà My, dù không biết em là ai nhưng từng câu, từng chữ làm lòng người nghẹn thắt. Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai, nhưng lòng tôi quặn đau và tổn thức. Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người, họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai. Như những công dân vô danh của thành phố London lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm, thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân chưa xác định được danh tính và quốc tịch. Văn hóa châu Âu là vậy đó em, họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước, rồi sau đó cái đầu mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay, dở, khôn, dại, đúng, sai. Em là ai? Suốt mấy ngày nay, tấm hình và bức ảnh chụp tin nhắn của em liên tục xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn nhất nước Anh và cả châu Âu. Em có một ánh mắt biết nói, một gương mặt dễ nhìn, vành tai em cài một bông hoa sứ trắng. Người châu Âu bàn luận, em có một gương mặt thiên thần, nhưng sao lại phải gánh chịu một số phận khắc nghiệt đến vậy? Tôi sợ rằng sự khắc nghiệt ấy không chỉ là số phận của riêng em. Tôi sợ rằng những thiên thần phải gánh chịu đọa đày đã trở thành số phận khắc nghiệt của rất nhiều người trẻ Việt ngày nay. Tôi không biết em là ai, nhưng trong câu chuyện của em, tôi gặp lại câu chuyện của nhiều bạn trẻ mà tôi đã từng gặp gỡ. Gặp nhau trên xứ lạ, chúng tôi đều là những kẻ tha hương. Có những người mới gặp tôi, chưa kịp nói gì thì đã khóc. Lý do chỉ đơn giản thế này thôi. Lâu lắm rồi, con mới được nghe lại tiếng Việt. Có lần tôi giảng tĩnh tâm cho một nhóm người Việt. Nhóm tĩnh tâm ấy có nhiều bạn trẻ. Nhờ họ mà cuộc tĩnh tâm của tôi có màu sắc rộn ràng và vui tươi hơn. Đêm cuối của cuộc tĩnh tâm, chúng tôi ngồi lại bên nhau, ôm đàn guitar và hát say sưa. Tự nhiên một bạn lên tiếng, mai là phải chia tay rồi. Vậy là cả nhóm lặng ngắt, chẳng còn ai hát nổi. Họ tiếc những giây phút thanh thản và bình an của cuộc tĩnh tâm. Nhưng quan trọng hơn, tôi biết họ sợ cuộc sống phía trước. Tĩnh tâm kết thúc nghĩa là họ lại phải trở lại đối diện với cuộc sống thực tế của họ. Họ sợ ngày mai. Nhiều người trong số họ đang sống cuộc sống của người nhập cư bất hợp pháp. Chẳng giấy tờ tùy thân, chẳng một ai thân thích, chẳng được hưởng một quyền lợi gì cả. Ai cũng có thể bắt nạt và chèn ép họ được. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắt và bị trục xuất. Ngày mai họ lại đi cày. Người nào có nghề một chút, may mắn một chút thì được làm đầu bếp. Một ngày quần quật hơn 10 tiếng đồng hồ với củi lửa và dầu mỡ. Người nào chưa có tay nghề mà may mắn thì vẫn tìm được việc dọn dẹp bếp núc, rửa chén, rửa bát. Có người làm việc lúc nhà hàng đã đóng cửa tắt đèn. Một mình họ dưới tầng hầm làm việc từ khuya đến sáng sớm, chuẩn bị cắt gọt rau quả và mọi thứ sẵn sàng cho đầu bếp nấu nướng trong ngày mới. Cũng có những người chấp nhận chui xuống hầm sâu hơn nữa, ở đó cả vài tháng không trồi lên mặt đất, để trong đèn trồng cây thuốc phiện. Những người khác ít may mắn hơn thì sẵn sàng làm đủ thứ nghề. Nghề nào cũng có nguy cơ bị bóc lột, bởi có ai bảo vệ họ đâu, họ có tư cách gì để mà lên tiếng hay đòi hỏi đâu. Không phải không có những người đã vẽ ra trong đầu hành trình tự đóng mình vào container, buông mình theo một chuyến xe hàng nào đó để tìm một cơ hội tốt hơn ở một đất nước khác hơn. Nhưng liệu có nơi nào tốt hơn cho những người như họ?
Dù sao thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có gì cả, miễn sao có thể có tiền, miễn sao cuối tháng có chút gì đó gửi về cho gia đình. Có lúc họ mở lòng tâm sự, cuộc sống nơi này khó khăn quá, không như con tưởng. Tôi biết nói sao với họ đây, về cuộc sống mà họ đang sống. Tôi có thể làm gì cho họ đây, ở nơi mà họ từng ngỡ là đất hứa. Là đất hứa hay là vùng đất chết? Tìm về miền đất chết. Em và 38 người khác chấp nhận chui vào container để người ta đóng gói mình như đóng gói những kiện hàng và gửi đi. Những kiện hàng đông lạnh được phát hiện trên đất Anh tại công viên thuộc khu công nghiệp Watergate, thị trấn Grey, cách thành phố London 40 km về hướng đông bắc. Cảnh sát Anh cho rằng những kiện hàng này đỗ bến sau khuya ngày 22 và đầu ngày 23 tháng 10. Hầu chắc những kiện hàng này đến đất Anh theo chuyến phà Clementine đi từ cảng Zeebrugge của Vương quốc Bỉ, băng qua vùng kênh Anh Quốc và đỗ vào bến cảng Buckfleet trên sông Tham. Tên của chuyến phà nghe như một sự châm biếm đau lòng. Clementine là một từ gốc Latin có nghĩa là khoan dung, độ lượng, nhân từ. Tên ấy lại được đặt cho một chuyến phà tàn khốc. Trong số 39 xác người, có 31 người nam là 8 người nữ. Không ai muốn nhận mình có dính dáng đến họ. Em chết trong cơn lạnh, nhưng sau cái chết của em vẫn còn những cơn lạnh khác xuất phát từ lòng người, khiến cho những con người có trái tim không thể không thổn thức. Đã có những nhận xét nhẫn tâm thế này: ai biểu trên nước mình nghèo, ham tiền, vượt biên, chết cũng đáng. Nhập cư lậu đi trồng cần, cho đáng. Nhà có nghèo gì đâu, có ô tô đàng hoàng, còn xài hàng hiệu check-in đủ nơi. Người mình với nhau còn như vậy thì đâu lạ gì trước phản ứng phủi tay của những người khác. Khi chiếc xe tải chở hàng được xác định có xuất xứ từ Bulgaria, chính phủ Bulgaria vội vàng đính chính. Từ khi xuất xưởng đến giờ, chiếc xe này chưa bao giờ quay lại nơi sản xuất một lần nào. Tài xế xe tải được xác định là một cậu trai trẻ người Bắc Ireland. Hai ngày sau, thêm 3 người Bắc Ireland nữa bị tình nghi có liên can đến vụ việc buôn người. Trước tin họ bị bắt giữ để thẩm vấn, chính phủ Bắc Ireland từ chối lên tiếng. Chiếc xe chở hàng được xác định thuộc về công ty vận tải GTR. Sau khi thông tin cho cảnh sát về hành trình của chuyến xe, luật sư của công ty tranh thủ nhắn thủ thêm: đây là xe cho thuê, công ty chúng tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này. Khi công tin ban đầu tiết lộ rằng 39 người bị nạn có thể là người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc lập tức lớn tiếng phản đối. Còn quá sớm để có thể xác định về quốc tịch và nguồn gốc của các nạn nhân. Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Anh còn mạnh miệng: cần phải tìm cho rõ thông tin đích thực về quốc tịch của những người này. Họ phát biểu như thế, họ đã biết chắc mọi chuyện. Ai cũng sợ dính trách nhiệm vào những kiện hàng đông lạnh này. Tệ hơn, người ta còn sợ mất mặt và xấu hổ nếu nạn nhân trong những kiện hàng ấy là công dân thuộc nước mình. Những kiện hàng đông lạnh ấy chừng như đã trở thành mối họa oan nghiệt mà ai cũng muốn xa lánh. Cho đến khi trên mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện tin về một người bố đi tìm con gái, mọi người xót xa chia sẻ đoạn tin nhắn tuyệt mệnh của em. Tin nhắn được gửi đi vào lúc 4:28 đầu ngày 23 theo giờ Việt Nam, nghĩa là lúc 10:28 cuối ngày 22 theo giờ Anh. Hình như chuyến phà Clementine chưa kịp đỗ bến thì em đã không còn cầm cự được. Tin nhắn của em khởi đầu và kết thúc bằng lời xin lỗi bố mẹ. Em nhận ra con đường đi nước ngoài đã không thành. Em thấy trước cái chết của mình vì không thở được. Xen kẽ trong đoạn tin nhắn là dòng điện chỉ của gia đình, như thông điệp em muốn lưu lại để người ta còn biết em là ai. Con xin lỗi bố mẹ. Không muốn khoét sâu vào nỗi đau, nhưng tôi sợ rằng em đã chết không nhắm mắt. Trước khi ra đi, em để lại lời xin lỗi. Báo chí châu Âu không hiểu em xin lỗi chuyện gì, nhưng trái tim của một người châu Á đọc là hiểu liền em ạ. Chữ hiếu đạo đã bám rễ sâu trong lòng em. Em ra đi không phải chỉ để tìm cuộc sống cho riêng mình, nhưng còn để làm điều gì đó cho gia đình của mình nữa. Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ chọn lựa như em. Họ là những người được sinh ra, lớn lên, khắc sâu trong lòng mình chữ đạo, chữ hiếu. Họ đi làm ăn xa, bán đi cái quê hương xứ ở trong lòng mình, bán đi cái tuổi xuân của mình, bán luôn bao nhiêu là ước vọng của riêng mình. Họ tìm cách ra đi, đau đớn với khát vọng đổi đời và ước mơ mang về phồn vinh no ấm cho gia đình. Họ thấy có lỗi khi để gia đình mình thua thiệt và không bằng người. Em xin lỗi thì thấy mình thất bại. Em xin lỗi vì món nợ mình để lại cho gia đình. Có người nào ra đi như em mà không mắc nợ đâu, phải không? Phải cầm cố nhà cửa, vườn tược, đất đai, phải vay nợ trả lãi, phải vét cạn những gì mình có. Em như một khoản đầu tư của cả gia đình em.
Vậy nên, một khi đã ra đi, ít người nào dám nghĩ đến chuyện quay đầu trở lại. Quay trở lại là thất bại. Thất bại bao giờ cũng đi liền với mặc cảm có lỗi. Lời xin lỗi của em được lặp đi lặp lại cùng với lời yêu thương dành cho bố mẹ. Em xin lỗi, nhưng tôi vẫn tin rằng nói cho cùng, đó đâu phải là lỗi của em. Nói cho cùng, trong thảm trạng xảy ra cho em và cho nhiều người trẻ khác nữa, có thật sự em là người có lỗi không? Ai mới thật sự là người cần phải xin lỗi? Con đường đi nước ngoài không thành. Cụm từ đi nước ngoài hình như chưa bao giờ đánh mất sức hấp dẫn với người Việt mình, nhất là những người trẻ hiện nay. Người mình nhìn nước ngoài dù là Âu hay Mỹ hay ở cả một số nước phát triển của châu Á như là biểu tượng của giàu có và văn minh. Nói ra hay không nói ra, nước ngoài vẫn cứ lung linh như một vùng đất hứa. Có thể đúng em ạ, nếu em là người trí thú học hành và có khả năng thật sự, em có thể mở ra được nhiều cánh cửa ở nước ngoài lắm. Có thể là nhiều đảm bảo cho tương lai và sự nghiệp của em lắm. Nhưng có mấy người trong giới trẻ hiện nay muốn đi một con đường dài. Có mấy người trẻ ra đi và cứ mang một mục đích gì đó khác hơn là việc kiếm tiền. Những người đi nước ngoài về thường bóng loáng và sang chảnh với cái danh Việt Kiều. Họ được nhìn như biểu tượng của thành công. Có mấy ai trong số họ kể lại cho em nghe những khổ cực mà họ thật sự đã trải qua? Có mấy ai dám thật lòng khơi lại những kỳ thị và phân biệt, những ấm ức và tủi hổ, những kém cỏi và thất bại mà nhiều người châu Á da vàng phải hứng chịu trên đất nước ngoài? Muốn đường tắt và làm giàu theo kiểu mì ăn liền thì nước ngoài khổ lắm em ạ, lại hàm chứa bao nhiêu là nguy cơ nữa. Nước ngoài đâu phải là một mỏ vàng có sẵn để ai cũng có thể đến và muốn đào bao nhiêu thì đào. Những người nước ngoài cũng đâu có ngu đến độ cho người khác tự do vào nhà họ và lấy đi cơ hội của họ. Càng ngày an ninh của họ càng siết chặt, những thủ tục giấy tờ càng phức tạp. Càng ngày họ càng phát huy kỹ năng từ chối tiếp nhận người nhập cư cách đầy lịch sự nhưng cũng đầy dứt khoát và lạnh lùng. Đã có nhiều người đi nước ngoài không thành, đã có nhiều thảm cảnh đau lòng, đã có vô số những chuyện thương tâm xảy ra. Những ánh hào quang của nước ngoài dường như là chưa bao giờ tắt trong lòng rất nhiều người. Không phải tôi đang phán xét đâu em ạ, vì biết đâu tôi sai. Biết đâu em cũng như nhiều người trẻ khác bị hút bởi nước ngoài đơn giản chỉ vì ở nước trong không còn con đường nào khác để đi. Biết đâu vì em không còn tương lai nào khác để mà hy vọng. Đọc đoạn tin nhắn của em, có người đau quá đã thốt lên thế này: mẹ ơi, con khó thở, con đang chết, mẹ ơi. Tổ quốc ơi, người Việt đang chết ở xứ người. Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao. Thơ TPT. Không chỉ mất tiền để chết, những nạn nhân như em đã chết trong căn tính của một quốc tịch khác. Không phải tự nhiên mà ngay từ đầu cảnh sát Anh loan tin rằng toàn bộ nạn nhân là người Trung Quốc. Để đặt chân vào châu Âu, nhóm của em đã theo đường dây môi giới từ phía Trung Quốc. Mọi người đều được cấp cho giấy tờ giả là người Trung Quốc. Họ sẵn sàng mang em đi, họ gói em lại như một gói hàng. Họ cấp cho em một chút không khí vừa đủ để thở và một chút nhiệt vừa đủ để sinh tồn. Đó là trong trường hợp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Còn nếu không, đố ai lần ra được họ là ai? Báo chí châu Âu không hiểu được tại sao em và những người bạn của em lại chấp nhận chui vào container. Sao mà thở được, họ nói. Chẳng lẽ hoàn cảnh sống của người Việt nghèo đến độ phải liều lĩnh vậy sao, họ thắc mắc. Họ còn bình phẩm, em ra đi như chơi một canh bạc và thua bằng chính mạng sống của mình. Còn một câu hỏi nữa, có lẽ là vì lịch sự mà họ không thốt ra thôi, nhưng tôi đọc thấy trong mắt họ và trong những ám chỉ của họ, chẳng lẽ sinh mạng của người Việt lại rẻ đến vậy sao? Hình như mọi người đều muốn hỏi em câu này. Này em hỡi, con đường em đi đó đúng hay sao em? Tôi biết họ sẽ chẳng tìm được câu trả lời đâu, vì có đúng hay sai với em bây giờ chẳng còn ích gì nữa. Câu trả lời cần thiết phải nằm ở nơi những người còn đang sống, nhất là những người trẻ đã, đang và biết đâu sẽ còn chọn lựa như em. Em ra đi để tìm một hơi thở mới cho mình và cho gia đình. Em và những người bạn của em đã chấp nhận nín nhịn một thời gian trong một container chật hẹp và lạnh lẽo, với hy vọng rằng một ngày nào đó mình thật sự được tự do hít thở. Nhưng em lại không nghĩ ra được rằng nín thở lâu quá sẽ làm người ta chết. Container chật hẹp quá sẽ làm người ta chết. Lạnh quá sẽ làm người ta chết.
Tôi hãi sợ khi mường tượng ra hình ảnh còn nhiều người, rất nhiều người đang sống thu mình trong những container chật hẹp và lạnh cóng, ngòi ngót với lượng nhiệt và không khí ít ỏi mà không nhận ra rằng mình đang chết. Tôi sợ rằng cái chết đầy bi kịch của em chỉ là biểu thị hữu hình của nhiều cái chết vô hình mòn mỏi khác. Tôi sợ rằng trong cơn khó thở của em có bóng dáng của cả một thế hệ và một dân tộc đang sống qua những ngày tháng rất khó thở. Quê nhà yêu dấu, xen kẽ trong tin nhắn của em là những dòng địa chỉ quê nhà. Tôi tin rằng đó không chỉ đơn giản là những dòng tin em muốn nhắn cho bố mẹ mình. Đó là những dòng địa chỉ trong tim em, một con người đang thấy cái chết ngay trước mắt. Đó là dòng sứ điệp em để lại để cho người ta còn biết em là ai. Em đã ra đi như một người khác, nhập cư bất hợp pháp và phải mang lấy quốc tịch khác. Nhưng em muốn được trở về là em khi đã thất bại và tuyệt vọng. Dòng địa chỉ của em bao hàm tất cả: một quê hương xứ sở, một gốc gác cội nguồn, một gia đình yêu thương và tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời làm người của em. Em ạ, em không phải là người đầu tiên và có lẽ cũng không phải là người cuối cùng trong số những người con phải lìa bỏ quê hương mình để đi tìm đường sống. Em không phải là người duy nhất mang trong lòng mình món nợ quê hương và gia đình. Món nợ ấy quý lắm vì có thể trở thành động lực, thành nguồn sống và nguồn sức mạnh cho người ta đi tới. Đã có những người thành công, họ xây dựng cuộc sống trên chính khả năng và nhân phẩm của mình. Họ chấp nhận đi một con đường dài để những cam go và cực khổ của cuộc sống làm nên giá trị của đời họ. Họ đã đứng thẳng, ngẩng đầu mà đi. Họ đường đường chính chính, dương danh người Việt trên xứ lạ quê người. Sai lầm là khi món nợ ấy bị biến thành gánh nặng và áp lực, khiến người ta phải chấp nhận trả bằng mọi giá. Sai lầm nằm ở cả một hệ thống chỉ dạy người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng không dạy được người ta sống với những giá trị và nhân phẩm con người. Sai lầm nằm trong ý thức hệ rằng con người chỉ là vật chất và thuần là phương tiện sản xuất, đến độ sinh mạng của con người bị đánh đồng và có thể đem đi đánh đổi với những lợi ích được tính bằng của cải vật chất. Chính những người ủng hộ và quảng bá ý thức hệ sai lầm ấy, chính những người ra sức xây dựng và củng cố hệ thống phi nhân ấy mới là những kẻ cần phải cúi đầu xin lỗi trước em và trước quê hương đất nước này. Tôi thắp lên một nén hương cầu nguyện cho linh hồn em và những người thọ nạn. Tôi cầu mong những bạn trẻ của tôi học được từ thất bại của em nhiều bài học quý giá, để lời xin lỗi và tấm lòng của em với gia đình và quê hương sẽ không ra vô ích. Tôi cầu nguyện để cái chết của em là một cú tát làm thức tỉnh lương tâm của nhiều người. Dublin, ngày 27 tháng 10 năm 2019. Quả thật rất thương cho cô gái trẻ vùng thị trấn nghèn. Nhưng nếu càng tìm hiểu thêm về Trà My thì chắc rằng nếu ai đó đang tức giận vì sự lựa chọn của em cũng sẽ hiểu và thông cảm nhiều hơn cho giấc mơ anh của My. Theo thông tin từ một bài viết của nhà báo Mạnh Kim trên trang The Sài Gòn Post có chia sẻ về Phạm Thị Trà My như sau. Vào trang cá nhân của Trà My, tôi thấy Facebook cho biết giữa tôi và My có một bạn chung. Người này tên là Ngờ, đang sống ở Hà Nội. Hóa ra lại nằm trong friendlist của mình. Tôi liên lạc không phải do tò mò, chỉ vì muốn tìm hiểu thấu đáo câu chuyện. Ngờ đã đồng ý thuật lại dựa vào lời kể của bố mình, vốn sống cách nhà My không đến 1 km. Đây là những gì Ngờ viết. Tôi giữ nguyên văn câu chuyện được gửi, chỉ sửa một vài chỗ chính tả. Gửi anh Mạnh Kim: em là NTH Ngờ, họ hàng xa của chị Phạm Thị Trà My. Về vai vế thì em gọi chị là O, cô, nhưng về tuổi tác chỉ kém chị 1 tuổi nên xin phép được gọi là chị My. Về gia đình chị My: bố chị My là ông Phạm Thìn, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sinh năm 1964. Hồi trẻ làm chủ lò gạch nên kinh tế khá giả. Mẹ chị My là bà Nguyễn Thị Phong, quê quán thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, sinh năm 1958, là công nhân nghỉ chế độ 176. Bố Phạm Thìn gây tai nạn giao thông cho mẹ Nguyễn Thị Phong, sau đó vào viện chăm sóc rồi thương nhau. Trước năm 2000, kinh tế gia đình khá giả, đã có vài miếng đất đẹp ở thị trấn Nghi Xuân do ông Thìn tạo dựng. Sau năm 2000, kinh tế sa sút, kinh doanh gạch ngói thất bại. Ông Thìn bà Phong rất chịu khó, lại tốt bụng, nhưng do ông Thìn không học hành, lại sa vào bài bạc nên mất hết tài sản. Hiện tại gia đình sống trong một căn nhà tập thể cũ ở gần bờ sông Nghèn do ông bà chắt bóp mua được. Bà Phong có một sạp bán hàng khô ngoài chợ Nghèn, thỉnh thoảng có người đến nướng nhờ con cá, cái bánh đa kiếm thêm 5-10 nghìn.
Ông Thìn bị đau cột sống, vận động khó khăn, lại vừa bị tai nạn chấn thương đầu cách đây không lâu nên phải nghỉ làm bảo vệ. Kinh tế gia đình bấp bênh. Vì là họ hàng xa và em cũng cực kỳ ít ở nhà nên em chỉ mới gặp ông Thìn bà Phong một lần, tầm năm 2010 gì đó, lúc ông bà được anh em họ cho mượn đất. Khi ấy bà mở quán phở, ông thì đi buôn rau. Sáng sáng cứ 3 giờ ông lại đi Vinh nhập rau củ về cung cấp cho một số nhà hàng ăn và buôn bán ở chợ Nghèn. Đợt đó tuy cũng dư giả nhưng quá vất vả, chắc vì lý do sức khỏe nên ông bà nghỉ làm. Theo quan sát của em, nhiều người dân ở quê em chứ không riêng gia đình chị My có thể nhịn ăn, nhịn mặc để mua được chiếc iPhone hoặc đi du lịch check-in sang chảnh. Vì vậy, nhìn anh em nhà My rất giống con nhà giàu. Mà còn theo phỏng đoán của em, gia đình có một thời gian chắc cũng khá giả nên mấy anh em quen với cuộc sống được nuông chiều, ăn trắng, mặc trơn, không chịu lao động. Gia đình có 3 người con. Con trai cả tên là Tuấn, học hết cấp 3 nhưng lêu lỏng phá phách, không lo làm ăn. Bố vay tiền mua xe để cho chạy taxi thì cầm mất. Sau khi chuộc lại, bố tức giận bán rẻ xe, không cho chạy taxi nữa, thế là lỗ vài trăm triệu. Hiện tại anh này đã có gia đình. Con gái thứ hai là Trà My, sinh năm 1993. Trà My từ nhỏ ngoan ngoãn, thương yêu bố mẹ, sống có tình nghĩa với làng xóm, được hàng xóm đánh giá, ngoan, biết điều, lại xinh đẹp có tiếng. Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế Hà Tĩnh, về không xin được việc làm, nên đi Nhật 3 năm, kiếm được khoảng 150 triệu về phụ bố mẹ trả nợ. Sau đó, gánh nặng kinh tế đè lên vai, chị lại đi Anh. Con trai út là Mạnh Cường, còn gọi là Tặc. Cường cũng thuộc dạng con nhà lính tính nhà quan, ăn chơi không sợ mưa rơi. Bố mẹ tiếp tục vay tiền mua xe cho chạy taxi, nhưng hồi tháng 9 vừa rồi bị cháy xe. Anh ta may mắn được một người đi đường kéo ra cứu thoát chết. Hiện tại bây giờ không có nghề nghiệp gì, chỉ có nợ. Bản thân chị My và bố mẹ chị đều là người lương thiện, rất tốt bụng và hay giúp người. Đi xa về đều hỏi thăm quả cáp, sống có tình, có nghĩa, không giống như anh trai và em trai. Do nhiều biến cố mà hiện tại gia đình không còn đất đai hay tài sản gì ngoại trừ một đống nợ. Chuyến đi định mệnh. Chính vì ngoan ngoãn, hiếu thảo mà đứa con gái duy nhất của gia đình đã quyết định đi nước ngoài với mong muốn kiếm tiền về cho bố mẹ trả nợ và đổi đời. Mà có lẽ một phần do anh trai lười biếng, một phần do gia đình cũng không dám giao cho anh, sợ anh phá hết, mà cô gái bé nhỏ đang độ tuổi lấy chồng quyết tâm đến miền đất hứa, làm vài năm rồi về. Trước khi đi chị nói, con phải liều đi để cứu bố mẹ, con thương bố quá, mẹ chị kể. Tổng chi phí khổng lồ cho chuyến đi này là khoảng 950 triệu đồng. Ở đâu ra mà nhà chị My lại có số tiền lớn như vậy? Đầu tiên, bọn buôn người yêu cầu trả 500 triệu để My được đặt chân đến nước Pháp, bao gồm chặng sang Trung Quốc, làm hộ chiếu giả 16 tuổi rồi bay sang Pháp. Tiếp theo, khi sang đến Anh, chúng sẽ thu nốt 450 triệu còn lại. Gia đình ở nhà vay mượn anh em họ hàng được 500 triệu. Ở bên Anh sẽ có sẵn người nhà cũng nhập cư bất hợp pháp đón, cho My vay nốt 450 triệu, sau đó My lao động trả nợ dần. Tiếc thay, 500 triệu cũng mất mà người cũng chẳng còn. Bố chị nói, biết rứa không cho con đi, có nghĩa là gia đình cũng không hiểu được mối nguy hiểm lớn như thế nào. Người đã đi về kể lại. Chú L ở thị trấn Nghèn kể về 3 chuyến đi Anh của chú từ những năm 2005. Ngày đó chú đi cỏ chứ không phải đi VIP như My, có nghĩa là phải bám gầm xe qua cảng vào nước Anh mà lái xe không hay biết. Sang Anh, 99% người Việt mình đều trồng cần sa vì thu hồi vốn cực nhanh. Đã chui thì chui từ đầu đến cuối, nó đơn giản hơn nhiều so với làm nail. Công việc hợp pháp đòi hỏi nhiều thủ tục chặt chẽ, vì thế mặc dù có mối nguy hiểm là bị cướp, nếu không thương vong thì cũng phải đền một số tiền lớn cho chủ trang trại, nhưng cũng vô cùng thu hút người Việt, điển hình như những người như chị My. Không có bằng cấp, không có tay nghề, ở quê thiếu thốn việc làm, lại gánh một khoản nợ lớn, vô cùng túng quẫn, lại nhẹ dạ cả tin, nghe đồn. Nhà anh A, anh B, chị C đều đi Anh về xây được nhà tầng, mua ô tô. Thế là liều mạng ra đi. Những gì thể hiện trên Facebook qua một thời gian đủ dài có thể giúp người khác không chỉ thấy được suy nghĩ riêng tư mà còn tính cách, tâm tính hoặc thậm chí phần nào bản chất của mình. Trà My cũng vậy. My post những tấm ảnh cá nhân hoặc chụp với bạn, thỉnh thoảng My dẫn lại câu triết lý sống nào đó như thể muốn nói hộ suy nghĩ của mình. My trong sáng và còn rất trẻ con,
Ít nhất đó là cảm nghĩ của tôi xem từ status cuối cùng trước khi sự kiện kinh khủng xảy ra cho đến status cuối năm 2018. Một thời gian đủ dài để phác họa lại Trà My từ những gì cô tự phác họa về mình. Không thể diễn tả được cảm giác như thế nào khi xem trang cá nhân của một người giờ không còn nữa mà lại là một người đáng được có một cuộc đời đẹp và đáng được nhận nhiều hạnh phúc. Cũng không thể diễn tả nổi cảm giác khi thấy một người sống đang nói về My những ngày qua. My đáng được sống hơn những người này nhiều lần. Quả thật rất cảm thông và rất tiếc nuối cho một cô gái trẻ đang độ tuổi thanh xuân, một cái giá quá to cho một giấc mơ đổi đời, để rồi lại tự hỏi: My ơi, em ra đi như vậy có đáng hay không? Em đã vất vả rồi, giờ chỉ biết cầu mong cho em sớm về yên nghỉ với đất mẹ quê hương.